đúng không? Đấy, thí dụ tôi nói thí dụ như chẳng hạn như là 199 nhưng không phải là 6 gói mà là một lon luôn, nhưng mà chỉ áp dụng với đơn hàng đầu tiên và chỉ áp dụng với một đơn hàng một lon duy nhất. Đấy, thế nhưng mà khi mà mua bạn bán một lon không cần ép hai lon sau đó bạn, nhưng mà bạn phải tính như này này, một lon người ta ngày 2 ly thì bao lâu nó sẽ có kết quả, có hiểu ý tôi không? Thì nếu không mình sẽ phải bán hai lon, bởi vì nếu không đạt được kết quả thì mình họ sẽ không tái mua. Đấy, thì bạn chơi một cái giá mà bạn xin ý kiến ban giám đốc hay là ban tài chính đưa một cái giá nào đấy mà sốc nhất có thể mà mình chịu được nhá, mình chịu được để mà mình đưa sản phẩm đến, rồi mình tạo phễu nhá, mình có thể tạo phễu. Ví dụ như thế này này, ví dụ bây giờ thay vì tôi bán sữa thì tôi lại chạy quảng cáo, tôi lại chạy quảng cáo là khám về thần kinh, nhưng mà tôi khám về thần kinh miễn phí, tôi mời hẳn một bác sĩ ngồi ở văn phòng của G Holding của các bạn, một bác sĩ chuyên khoa đàng hoàng luôn, tôi kết hợp với họ mời khám đúng không? Thế thì người ta khám thì mất ngủ đúng không? Thì bây giờ bác sĩ bảo là bác mua cái sữa này uống thử xem sao. Đấy, thì đi đường vòng, đôi khi đi đường vòng nó lại còn nhanh hơn đi đường thẳng. Tất nhiên đấy là lý thuyết, còn thực tế là bạn chạy vào là ôi nghe thầy tư vấn xong chạy vẫn đắt rồi có vẫn không ra đơn đâu thầy ơi. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ ra nhiều chương trình để chúng ta thử, đúng không? Thì tôi trong thời gian gọi là tức thì thì tôi có thể chia sẻ với các bạn khoảng 2-3 cái giải pháp như thế, thì các bạn về thử cân nhắc thêm. Thế còn trong thời gian sau thì các bạn có thể nhắn tin thì tôi sẽ trao đổi thêm với các bạn những lúc mà có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ tiếp. Tức thì chỉ có thể đưa được một vài ý kiến như vậy thôi ạ. Cảm ơn bạn.